Ê, hôm nay em sẽ cho các nhà xem một con đồng hồ Casio siêu cấp Flip Pro. Đó. Cho cái hộp thiết này nha. Cực kỳ đẹp luôn. Casio Binolo nha. Dạ, trời má nó cứng. Ôi. Ôi. À, đúng rồi, quên quên, ngu quá. Tiếc. Lỗ rồi. Lỗ rồi. mở lại nha, mở lại nha đây bỏ lại mà lại oh yeah cứng dữ chơi yeah quên yeah. quên mở lỗ hết sức Ồ, oh, được chưa? Đẹp chưa? Casio Pinot là đúng nha. Dây rồi mi. Khóa bấm dây thép đúc nha. Biên năng lượng size 4041. Có đèn, có chuông luôn đầy đủ biên năng lượng. multiband 6 nha. Ừ. Giá cực kỳ yêu luôn. ôm ừ. tay full thép đúc từ nút đến dây đến vỏ nha. Khóa bấm. Có kim nhỏ chỉ chức năng nha. Là xem giờ ở giới bấm giờ tao. Đến ngựa tao năm báo thức nha. Lịch bản đi. Ở trên ảnh tự là thứ. Ở dưới là giờ phút giây hoặc là thứ ngày tháng nha. Có chế độ nhận xong. À, tôi điện thoại. chơi đề mấy Rồi, em mời đến nhà nha.